Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục là một con đồng hồ FFR của Pháp quý vị. Đây là một dòng đồng hồ cổ ha. Thì con này thì nó thiết kế là gỗ thật luôn quý vị, gỗ thật luôn nha. Gỗ thật hoàn toàn luôn quý vị, gỗ thật luôn. Rất nặng, con này nó nặng hơn cái con mấy con này ha. Nặng hơn nhiều. Đó. Để em test tiếng chuông cho quý vị và các bạn nha. Bốn gông bốn bốn. Máy móc là nguyên zin, dầu mỡ đầy đủ hết rồi, về chỉ việc treo dùng thôi quý vị thấy nè. Cái gỗ thạch của nó dày cho nên nó rất nặng quý vị, nguyên bản hết. Một con đồng hồ Pháp. Mức giá chỉ có 3 triệu rưỡi cho con đồng hồ Pháp này thôi. Cao là 65. Chiều ngang cái mặt ở trên này 40 39 ha. 39. Chiều ngang ở phía dưới này là 30. 30.